cái nội dung của cái gạch đầu dòng thứ ba này là hay nhất ngày hôm nay nha các anh chị. Các anh chị lưu ý cái slide này rất giá trị à. Để đắc thời đắc vận. Trong cái slide này tôi có để hai câu đối. Phúc đầy nhà năm chim giàu có, đức ngầm tràn một ngày vinh quang. Ngày một vinh quang. Đấy. Ý muốn nói là gì? Chữ phúc với chữ đức đầu tiên, hai câu đối. Cái việc mà chúng ta chuẩn bị từ cái slide số 1 tới đây là slide thứ 8. Vậy thì cái việc nó thành công là cái điều tất yếu nó phải xảy ra. Vì những gì chúng ta đã chuẩn bị hết rồi, cái chuyện đó là nó sẽ đến, lọc đổ về nguồn. Vậy thì khi chúng ta đã chuẩn bị hết rồi, chúng ta thành công rồi, việc này là tâm huyết lớn nhất của tôi gửi gắm cho các anh chị. Khi chúng ta thành công rồi, chúng ta công thành danh tỏi rồi, làm thế nào để chúng ta thành công một cách bền vững, vĩnh cửu và trường tồn? Đây là cái nội dung mà tâm huyết nhất của tôi muốn gửi gắm cho các anh chị trong cái buổi này hôm nay. Làm thế nào ạ? Mời các anh chị gõ lên khung chat với tôi ạ. Làm thế nào chúng ta thành công rồi mà cho cái sự thành công này nó bền vững, vĩnh cửu và trường tồn? Bởi vì chúng ta đã có mất quá nhiều công sức, quá nhiều thời gian để gây dựng sự nghiệp, cống hiến xã hội, chia sẻ học tập, giúp người khác. Rất hay. Mà các anh chị tương tác với tôi đi ạ. À. Chúng ta tương tác với nhau để cho nhau những cái giá trị ạ. À. Cho đi còn mãi. Nuôi dưỡng tâm hồn đẹp, sống chân thành, nhiều yêu thương. Một người làm training có những cái suy nghĩ rất là thú vị ha. Có tính nhân văn rất cao à, chia sẻ cơ hội cho người khác. Tích phước đức, tất cả đều đúng, tất cả đều hay. Rồi, thì tôi sẽ trả lời cho các anh chị. Để chúng ta thành công bền vững, vĩnh cửu và trường tồn thì phải có đạo đức. À, phải có đạo đức nha các anh chị. Vậy đây mới là vấn đề tôi muốn chia sẻ và gửi gắm cho các anh chị. Và trước khi tôi chia sẻ về đạo đức, tôi không tới đây, tôi không ngồi đây để dạy cho các anh chị làm thế nào để có đạo đức. Tôi không làm điều đó. Nhưng tôi lấy góc nhìn của người nghiên cứu về mệnh lý, về con người, chia sẻ bằng quan điểm cá nhân của tôi. Nếu các anh chị thấy nó hữu lý, nó hợp tình, mà nó hợp với mình, phải hợp với mình nữa, thì các anh chị đem về ứng dụng cho mình cũng như ứng dụng cho doanh nghiệp. Chứ tôi không dạy các anh chị làm thế nào để có đạo đức nha. Anh chị lưu ý, vì đạo đức là việc tế nhị. Tôi không đủ để mà dạy các anh chị đâu. Nhưng tôi chia sẻ với góc nhìn của nghiên cứu về mệnh lý. Rồi, vậy thì tôi sẽ chia ra hai nhóm đạo đức trong kinh doanh. Đạo đức thực dụng trong kinh doanh và đạo đức nhân văn trong kinh doanh. Hai nhóm nha các anh chị. Vậy thế nào là đạo đức thực dụng trong kinh doanh? Thế nào là đạo đức thực dụng trong kinh doanh? Đạo đức thực dụng trong kinh doanh là gì? Mỗi một công ty, mỗi một tập đoàn đều có một chiến lược và sách lược khác nhau. Ví dụ, làm công tác truyền thông thì dùng những ngôn từ để thôi miên khách hàng, hút khách hàng về mình, hút khách hàng về sản phẩm. Điều này cho phép chấp nhận được. Thế nhưng khi chúng ta mang cái sản phẩm của chúng ta tới tay người tiêu dùng thì phải mang lại giá trị cho người tiêu dùng, phải mang được cái công năng, cái giá trị của sản phẩm cho người tiêu dùng, thì đây gọi là đạo đức thực dụng trong kinh doanh, chứ không được treo đầu heo bán thịt chó. Và trên thế giới có rất nhiều người thành công về cái công thức này. Tôi nêu ra ví dụ hai người mà cả thế giới đều biết cho các anh chị tham khảo. Tuy nhiên còn rất 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 nhiều người áp dụng công thức này nha. Người thứ nhất đó là Bill Gates. Cái thương hiệu của Bill Gates là nằm ở chỗ nào?
chỗ uy tín, chỗ mà mang lại giá trị cho nhân loại, mang lại giá trị cho cộng đồng. Tôi nói một cái điều nhỏ nhất là cái hệ điều hành thôi. Từ WinXP, Win 7, Win 8 bây giờ Win 10, mỗi một cái sản phẩm phía sau đều mang lại cái công năng sử dụng cho người tiêu dùng. Cái bộ Office nhỏ nhất thôi cũng thế. Word 203, 207, 208 bây giờ tới bao nhiêu các anh chị? 12, 13 tới 20. Tất cả những phiên bản sau đều mang lại công năng sử dụng tối ưu cho khách hàng. Cái thương hiệu của Bill Gates là nằm chỗ này. Và cái người mà gây ảnh hưởng lớn nhất nhân loại trên thế giới toàn cầu bây giờ là Bill Gates. Nếu như các anh chị thử nghĩ, nếu Bill Gates ốp Internet thì chuyện gì xảy ra các anh chị? Ốp điện toán đám mây hết thì cái quả địa cầu này các anh chị nhắm chuyện gì xảy ra? Nhất là những cái hãng hàng không của NASA, những cái tàu vũ trụ đồ đấy, thì các anh chị nghe cái chuyện gì xảy ra? Có phải là Bill Gates là người ảnh hưởng nhất nhân loại bây giờ không ạ? Làm một phát là có ngay tác dụng liền, ốp một phát là nó rung rinh liền. Vậy thì cái đạo đức thực dụng là thế. Người thứ hai đó là Steve Jobs. Khi Steve Jobs còn sống, tôi coi một video ngài nói rằng một câu: Apple sẽ mang một cái giá trị khổng lồ cho người tiêu dùng. Một câu nói sanh rờ, và nó đã xảy ra, và nó đúng y như câu nói của người. Các anh chị có biết sản phẩm đầu tiên của ngài Steve Jobs là gì không ạ? Sản phẩm đầu tay à? Mời các anh chị gõ lên khung chat giúp tôi ạ. Máy mắt. Cái đầu tiên của ngài, cái đầu tiên của ngài Bill Gates là gì? Ngài Steve Jobs là cái gì? Cái iPod, cái máy nghe nhạc. Ngài làm, ngài tặng cho con gái ngài. Bởi vì thời đó nghe bằng cái máy Sony Walkman á, đi đâu cũng bỏ cái chép nhạc vào, rất lòng còng, rất là phức tạp, phiền. Ngài mới nén vô cái bộ nhớ, ngài tặng cho con gái ngài. Rồi sau đó là gì? iPhone 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân vân và vân vân. Bây giờ tới 13. Vậy thì tất cả những phiên bản ở phía sau đều mang lại một giá trị cho khách hàng. Thời xưa chúng ta muốn check mail, muốn lên Internet thì phải lên máy PC, máy tính bàn. Sau đó laptop. Rồi tới gì? Tới iPad. Bây giờ chỉ cần cái smartphone đem đi cả thế giới, chỗ nào cũng được, đều lướt web, đều xem tắt tần tật, xử lý công việc trên một cái điện thoại smartphone. Vậy thì có phải rằng là cái ngày Steve Jobs này mang lại cái giá trị cho cộng đồng không ạ? Tất cả những gì iPhone chưa ra thì người ta ship hàng, người ta mua rồi, đưa tiền cho Apple mà một cách quan hỷ và vui vẻ. Đấy. Thậm chí ngài chết rồi, túi tiền vẫn vô túi. Bởi vì sao? Bởi vì ngài mang lại giá trị cho khách hàng. Khi mình mang giá trị cho người khác thì mình mới là người có giá trị. Mấu chốt là chỗ này nha các anh chị. Các anh chị lưu ý, tôi nhấn mạnh rằng khi mình mang giá trị cho người khác thì mình mới là người có giá trị. Mà mình đã là người có giá trị thì tự nhiên người khác tìm tới mình, ship hàng, đưa tiền mà xài thôi. Vậy thì khi chúng ta kinh doanh bất cứ cái mặt hàng gì thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nghĩ tới khách hàng trước, chứ đừng bao giờ nghĩ tiền nó sẽ vô túi chúng ta. Chúng ta nghĩ tiền nó vô túi chúng ta thì chưa chắc tiền đã vô túi chúng ta. Tôi không nói là không có, tôi dùng từ chưa chắc.
Nhưng chúng ta nghĩ cái giá trị, mang lại giá trị cho khách hàng, thì trước sau gì tiền nó cũng chui vô túi chúng ta. Vì chúng ta là người có giá trị thì không lý do gì mà chúng ta không có tiền, trừ khi nào chúng ta là người không có giá trị. Mà người có giá trị là sao? Là người mang cho người khác có giá trị. À, vậy thì cái đạo đức thực dụng trong kinh doanh là gì? Là mang lại giá trị cho khách hàng. Bất cứ một sản phẩm gì của chúng ta đều phải mang lại giá trị cho khách hàng, thì đó là đạo đức thực dụng trong kinh doanh. Rồi, nhóm thứ hai là đạo đức nhân văn trong kinh doanh. Vậy thế nào là đạo đức nhân văn trong kinh doanh? Để muốn có được đạo đức nhân văn trong kinh doanh, các anh chị làm giùm tôi một việc duy nhất là đủ. Trên cuộc đời của các anh chị, bước đường đời của các anh chị, đồng hành với đồng nghiệp, với bạn bè, với người thân, với tất cả những người nào các anh chị có cơ hội tiếp xúc trên cõi đời này, các anh chị làm cho tôi một việc duy nhất là giúp cho họ thành công trước. Hành động đó nó sẽ dịch chuyển, nó đẩy đưa, nó ép buộc và nó bùng nổ sự thành công cho các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì đây là sự kết tinh của một hành động thiện nghiệp, vì đã giúp đỡ quá nhiều người. Bên cạnh đó, nó sẽ triệt tiêu, nó đốt cháy mất cái tâm tham sân si của các anh chị. Bởi vì trong tâm hồn của các anh chị chỉ an trú một điều duy nhất, đó là giúp cho người khác thành công. Có đúng không các anh chị? Nếu cái tâm của chúng ta an trú giúp cho người khác thành công thì có chứa ba chữ tham sân si trong đầu không ạ? À? Có không các anh chị? À, nếu không có mời các chị gọi lên trong chat giúp tôi ạ. Vì trong tâm của chúng ta lúc nào cũng an trú là cái việc giúp đỡ cho người khác thành công, thì chúng ta không bao giờ có cái chuyện tham sân si trong đầu hết. Đó là đạo đức nhân văn trong kinh doanh, giúp cho người khác thành công trước. Tôi đã từng rồi, cảm ơn Hương Liên Phương Liên. Tôi đã từng đọc một bài báo thời mà nó còn báo giấy. À, có một vị tỷ phú đó người Mỹ, lâu quá rồi tôi quên tên. À, ngài thành làm tỷ phú thì có một phóng viên mới hỏi thầy, mới 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 hỏi ngài rằng à, làm thế nào ngài có một cái công thức gì mà ngài giàu lên để ngài trở thành tỷ phú? Vì cái ngài tỷ phú này xuất thân là một cái rất bình thường, làm đủ mọi ngành nghề. Ngài mới trả lời một câu thế này: khi ngài đi làm bất cứ cho ai thì trong đầu nghĩ một việc duy nhất là giúp cho người đó có nhiều tiền, thì tự nhiên là tôi có nhiều tiền. Hãy mà ông chủ tôi có nhiều tiền thì tôi sẽ có nhiều tiền. Và khi tôi đã thành công rồi, tôi có mở hãng xưởng rồi, thì tất cả những sản phẩm của tôi cũng thế. Tôi sản xuất ra là cái người nào sử dụng cái sản phẩm của tôi phải sinh ra được tiền. Mà sinh ra được tiền này quay trở lại kiếm tôi. Đấy, đó là cái đạo đức nhân văn trong kinh doanh. Vậy thì vừa rồi tôi nói có đạo đức để thành công, cũng chưa nói gì bền vững hết nha các anh chị. Chưa, chỉ có đạo đức để thành công thôi. Vậy tiếp theo tôi xin đặt một câu hỏi với các anh chị: làm thế nào để phát triển được đạo đức? Vừa rồi là có đạo đức để thành công, à, có hai nhóm: đạo đức thực dụng và nhóm đạo đức nhân văn. Vậy một câu hỏi với các anh chị muốn tương tác, giống như chúng ta làm bài tập đi các anh chị, giống như các anh chị làm bài tập cho vui ha. Làm thế nào để phát triển được đạo đức? Mời các anh chị tương tác với tôi. Làm thế nào các anh chị để phát triển được đạo đức? Mời các anh chị tương tác. À, các anh chị tương tác cứ nói bằng quan điểm cá nhân của mình đi, tôi sẽ học tập các anh chị mà. Làm thế nào để mình phát triển được đạo đức? Mời các anh chị gõ lên chat ạ. Giúp người khác, chia sẻ, cho đi và thấu cảm, giúp đỡ người khác. Tu đúng đạo, hay quá.
để phát triển đạo đức, các anh chị làm cho tôi ba việc. Đây là bí kíp, bí hiểm và bí truyền. Hôm nay Kim Hải Đông sẽ trao tặng lại cho các anh chị nha. Thì các anh chị có muốn đón nhận không ạ? Nếu đón nhận cho tôi một tràng vỗ tay bằng cách cho tôi nhiều con số 3. Tôi nói chân thành luôn nha. Đây là bí kíp, bí truyền, bí hiểm luôn nha. Hôm nay trao tặng lại cho các anh chị một bí kíp này, 3 gạch đầu dòng. Rồi, đó, có sinh khí đầu lên, nhiều lên cho cái nó vui vẻ coi. Minh Trang cười rất tươi. Gạch đầu dòng thứ nhất. Các anh chị đoạn trừ cho bằng được cái tâm bất thiện, không làm những việc xấu, quấy, sai trái, hại người, hại đời, tức hại mình. Đây là gạch đầu dòng thứ nhất. Gạch đầu dòng thứ hai. Hoan hỷ, gánh vác trên vai những việc làm thiêng liêng và cao cả, lao vào những công việc thiện nguyện, cứu người, giúp đời, mang lại nhiều lợi ích cho tha nhân. Gạch đầu dòng thứ ba. Khởi lên một tâm từ bi và bác ái, hòa nhã với tất cả mọi người trên tinh thần vô ngã và vị tha. Đây là ba điều phát triển đạo đức một cách trọn vẹn theo quan điểm cá nhân của Kim Hải Đông. Nếu các anh chị thấy hữu lý hợp với mình thì các anh chị đem về phát triển. Còn nếu như các anh chị không thấy hợp lý, không hợp với mình thì xem như một thông tin để tham khảo vậy. Đây là cái điều tâm huyết của Kim Hải Đông muốn chia sẻ, muốn gửi gắm lại các anh chị. Tôi lặp lại một lần nữa nha các anh chị. Đoạn trừ cho bằng được cái tâm bất thiện, không làm những việc xấu, quấy, sai trái, hại người, hại đời, tức hại mình. Gạch đầu dòng thứ hai. Hoan hỷ, gánh vác trên vai những việc làm thiêng liêng và cao cả, lao vào những công việc thiện nguyện, cứu người, giúp đời, mang lại nhiều lợi ích cho tha nhân. Gạch đầu dòng thứ ba. Khởi lên một tâm từ bi và bác ái, hòa nhã với tất cả mọi người trên tinh thần vô ngã và vị tha. Ba cái gạch đầu dòng này là giúp cho các anh chị phát triển đạo đức. Vừa rồi cũng mới là phát triển đạo đức, cũng chưa nói gì hết tới vĩnh cửu và trường tồn khi thành công hết. Đây là mấu chốt cuối cùng. Ly kỳ, kỳ vị, kỳ bí, xin lỗi. Vậy thì theo các anh chị, làm thế nào để cho phát triển vĩnh cửu và trường tồn? Việc đầu tiên là có đạo đức để thành công, tức là đạo đức thực dụng và đạo đức nhân văn. Và thứ hai là phát triển về đạo đức. Vậy bây giờ thứ ba, cái này mới là cái vấn đề. Làm thế nào để phát triển bền vững, vĩnh cửu và trường tồn? Mời các anh chị tương tác với tôi trên khung chat ạ. Làm thế nào các anh chị để phát triển bền vững, vĩnh cửu và trường tồn? Tại vì khi chúng ta lập nghiệp, chúng ta tạo dựng sự nghiệp khó khăn lắm. Để công thành danh tội là chuyện không dễ dàng, chưa từng là một việc dễ dàng. Nhưng chúng ta đã kiếm tiền nó đã khó rồi, giữ tiền nó khó hơn. Mà làm sao giữ cho nó bền vững, vĩnh cửu và trường tồn nó lại càng khó cả chị. Nhưng tôi có một phương pháp giúp cho các anh chị làm được điều đó. Những gì các anh chị chia sẻ trên khung chat này tôi đang thấy đều đúng nhưng chưa đủ. Nó còn thiếu một cái gì đó. Tất cả đều đúng hết, nhưng mà đủ thì nó sẽ hay hơn. Cái này ít người nghĩ tới. Tại vì tôi nghiên cứu về con người, về mệnh lý, cho nên nó liên quan tới con người, tôi chịu khó, tôi tìm tòi.
những sự việc nó đang xảy ra ở ngoài kia, để chúng ta cho nó bền vững, vĩnh cửu và trường tồn, chúng ta phải trao truyền lại cho con của chúng ta. À, cả đời gây dựng sự nghiệp, đứa con phá banh hết. Chuyện này có không các anh chị? Mời các anh chị tương tác với tôi ạ. À, nó không tuyệt đối 100% nha, nhưng cả đời gây dựng sự nghiệp giàu có, tới đời con phá banh hết. Có không các anh chị? Mời các anh chị tương tác trên khung chat giúp tôi ạ. À, nhiều lắm à. À, nhiều lắm, đúng là nhiều lắm. Vì tôi là người đi tư vấn những cái đó mà, tôi thấu hiểu mà. Thầy ơi, con tôi nó phá tan nát hết rồi. Nói mà một diện mạo đau khổ, nó rây rứt trong tâm hồn, nó nhìn trong thẳm sâu tâm hồn của người đó. Buồn không nói được. Con dạy cái mang. Vậy thì làm sao? Đây tiếp tục một bí kíp thứ hai. Hôm nay toàn bí kíp không, tặng cho các anh chị. Các anh chị cảm thấy vui muốn đón nhận cái bí kíp thứ hai thì cho tôi tràng vỗ tay bằng cách nhiều con số 5 tương ứng với thủy quả mộc kim thổ ngày của tôi. Tôi sẽ chia sẻ cái bí kíp này. Rồi, tuyệt vời lắm. Hôm nay rất năng lượng ha. Ai cũng cười tươi trên những cái sắc diện hết. Tôi cũng rất vui khi chia sẻ mà có mọi người đón nhận. Chúng ta phải trao truyền lại cho con mình, nói rằng cha mẹ làm ăn, kinh doanh bằng đạo đức, bằng sự tử tế, bằng sự chân chính, giúp cho người khác thành công. Cha mẹ làm ăn như thế thì các anh chị nói từ lúc các cháu còn nhỏ để làm gì? Để cho các cháu thẩm thấu vào tiềm thức của các cháu, để các cháu mang cái ý nghĩ đó, ý niệm và ước nguyện đó lớn lên trong cuộc sống. Vì đứa trẻ là gì? Là nó dễ học, dễ nhớ, dễ quên. Nhưng chúng ta tạo cho các cháu ăn sâu vào tiềm thức thì tiềm thức nó sẽ chi phối hành vi của trẻ. Chúng ta phải dạy cho con mình đạo đức và tử tế, không dạy cho con mình phải hơn người, phải trên thiên hạ. Dạy như thế là hỏng. Khi chúng ta dạy cho con mình hơn người, trên thiên hạ thì làm cho các cháu tăng trưởng bản ngã. Mà đứa trẻ nó tăng trưởng bản ngã thì chuyện gì xảy ra các anh chị? Nó sẽ chiếm đoạt quyền lợi của những người xung quanh và khởi lên một cái tâm sân hận rất nhiều. Mà khi đứa trẻ nó khởi lên một tâm sân hận, chuyện gì xảy ra? Một đốm lửa sân đốt cả rừng công đức, tiêu tan hết các anh chị. Có đúng không các anh chị? Nguyên một cái gia tài của cha để lại banh hết, không còn gì hết. Một đốm lửa sân đốt cả rừng công đức, tiêu hết. Mình đi chiếm đoạt quyền lợi của người ta mà nhắm chiếm được không? Của thiên hạ đâu phải dễ chiếm. Vậy thế mà đứa trẻ nó có suy nghĩ như thế. Tại vì mình dạy nó phải hơn người, phải trên thiên hạ mà. Phải đi chiếm đoạt của người khác mới trên người ta được. À, mấu chốt nằm chỗ này. Vậy thì chúng ta không nên làm như thế. Dạy một đứa trẻ lên người chưa từng là một việc dễ dàng. Tôi từng chia sẻ những kỹ năng tuyệt diệu để dạy con lên người thông qua mệnh lý. Dạy một đứa con nên người chưa phải là từng một việc dễ dàng. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta uốn nắn các cháu ngay từ nhỏ bằng tấm lòng của chúng ta thì đứa trẻ nó lớn lên, các anh chị thấy một tác phẩm mà bonsai của Nhật nó phải tốn 20 năm để nó uốn từ nhỏ để nó ra được một tác phẩm kinh điển, thì đứa trẻ cũng thế. Chúng ta phải uống ngay từ nhỏ bằng một cái tấm lòng, một cái tình yêu thương bao la rộng lớn của cha mẹ. Nếu chúng ta làm được cái điều này thì rất tốt.
chúng ta phải tu dưỡng phẩm hạnh của chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút, từng năm. Chúng ta gieo rắc vào tâm hồn của con trẻ những thứ đó, chứ không được gieo rắc vào tâm hồn của con trẻ những cái thứ mà hơn người và trên thiên hạ. Không được. Chúng ta làm được việc này khi chúng ta, theo ông, theo bà, đến một lúc nào đó thì chúng ta cũng phải ra đi. Chúng ta về với ông bà tổ tiên, thì các cháu sẽ khóc thật nhiều và các cháu nói lên những điều tôn kính. À, cha mẹ đã cho con một cuộc đời tươi đẹp. À, cha mẹ đã cho con một trái tim biết yêu thương, chia sẻ. Cha mẹ đã cho con một cuộc đời đầy đạo đức. Không có gì hạnh phúc bằng chính con mình, nó khen mình bằng những từ nói như thế. Muôn vàng của cải, giàu sang của thế gian cũng không đáng kể các anh chị ạ. Không có thứ gì bằng những câu nói như thế. Rồi cũng một ngày chúng ta mất đi, chúng ta ra đi, các cháu ngẩng cao đầu nói với thiên hạ thế này. Hồi nãy mới chỉ là nói những câu nói tôn kính này, bây giờ các cháu ngẩng cao đầu nói với thiên hạ thế này: cha mẹ đã cho con một cuộc sống đầy nhân văn, cha mẹ đã cho con một trái tim nhân ái bao la rộng lớn, cha mẹ đã cho con một cuộc sống đầy tình người, thì đã đủ để chúng ta mỉm cười an giấc ngàn thu rồi các anh chị ạ. Có đúng không các anh chị? Nếu đúng cho tôi một tràng pháo tay thật lớn bằng nhiều con số 1 ạ. Vậy thì tất cả những thứ này chúng ta truyền cho con chúng ta, cho cháu chúng ta, cho chắt chúng ta, cho chích chúng ta, thì nó có vĩnh cửu và trường tồn không các anh chị? Tiền các anh chị để lại, con các anh chị có thể phá banh hết. Còn các anh chị để lại cho con các anh chị trí tuệ và đạo đức thì nó trường tồn mãi với thời gian. Đạo đức là các cháu đi đâu người ta cũng quý, người ta cũng mến. Trí tuệ là các cháu đi đâu cũng sống được trên cái quả địa cầu này. Vậy thì tại sao chúng ta phải để lại tiền? Bill Gates để lại cho con một gia tài rất ít, rất nhỏ, vừa đủ để làm cái việc đó thôi. Kinh doanh ABC thôi. Còn tất cả đều để vô cái quỹ từ thiện của Ngài. Chúng ta phải làm sao nhân rộng nó ra cho con, cho cháu, cho chích, cho chắc chúng ta, thì cái gia sản, cái sự nghiệp của chúng ta nó vĩnh cửu và trường tồn. Cái gia sản chưa quan trọng bằng cái gia tộc đâu các anh chị. Cái gia tộc đó đó dạy con như thế đó, đây mới là vấn đề. À, cái gia sản cũng cần lắm, nhưng cái gia tộc nó còn ghê gớm hơn các chị. Đây là cái sự tâm huyết của tôi, cái mong muốn và ước nguyện của tôi, nghiên cứu về con người, tôi chia sẻ lại các anh chị. Còn các anh chị cứ kinh doanh bằng cách treo đầu heo bán thịt chó, kiếm tiền bằng mọi cách, với kiếm tiền bằng mọi giá nó khác nhau. Tôi luôn luôn khuyến khích mọi người kiếm tiền bằng mọi cách, không khuyến khích kiếm tiền bằng mọi giá, mọi thủ đoạn. Con người mình khi làm cái việc gì đó xấu quấy sai trái không nghĩ ra đâu, nhưng khi có kết quả rồi mới ăn năn thì nó đã xong rồi các anh chị. Vừa rồi thì tôi chia sẻ với các anh chị là khi chúng ta dạy con chúng ta tử tế nên người như thế để chúng ta giữ cái gia sản chúng ta, thì chúng ta có cái quyền ngẩng cao đầu đỉnh đạt và hiên ngang bước đi ở cái chỗ trầm lưng sinh tử này. Còn chúng ta chưa làm được việc đó, chúng ta cũng không dám dỗ ngực xưng tên, vì đời con chúng ta nhắm nó có giữ được không? Chúng ta giỏi đó, chúng ta làm được đó, nhắm tới đời con chúng ta nó giữ được không? Vậy thì cái việc mà để giữ là phải để cho thế hệ sau. Rồi, chúng ta sẽ qua cái slide này ha. Slide cuối cùng.
rất thú vị. Dùng tâm để chuyển vận. Tôi dùng cái từ chuyển vận, tôi không dùng cái từ cải vận, cải số các anh chị nha. Các anh chị nhìn cái slide này, không thể và có thể. Không thể là từ màu hồng biến thành màu đen, không thể được. Nhưng từ màu vàng để trở thành màu vàng đậm, bóng lên thì có thể làm được. Đây là tôi muốn gửi gắm về cái vận của con người. Không chuyển được, không cải được, nhưng mà chuyển thì sẽ được. Mà chuyển như thế nào? Trên đời này chúng ta muốn giải quyết một cái sự việc gì đó thì chúng ta phải truy tìm ra căn nguyên rồi mới đưa ra phương pháp tháo mở. Bất cứ chúng ta muốn giải quyết vấn đề gì thì chúng ta chuyển vận cũng thế. Chúng ta phải truy tìm ra căn nguyên rồi chúng ta mới đưa ra phương pháp tháo mở. Vậy thì chúng ta phải truy tìm coi năm nay cái vận của chúng ta xấu cái gì để chúng ta chuyển cái đó. Chúng ta xấu về tiền mà đi chuyển về sức khỏe thì không ăn thua, và ngược lại. Chúng ta xấu về tình duyên mà chúng ta chuyển về thiện nguyện, không ăn thua. Chúng ta phải biết được cái gốc của nó nằm ở đâu, cái cốt lõi của nó. Vậy thì để chuyển vận thì chúng ta cần phải biết là năm nay chúng ta bị cái gì, hạn gì. Như hồi nãy tôi xem, mỗi một năm là có cái hạn khác nhau. Có những người hạn năm nay xấu về hôn nhân gia đình, năm nay chúng ta xấu về pháp lực, năm nay chúng ta xấu về chuyện con cái, năm nay xấu về chuyện tình duyên, năm nay xấu về cung huynh đệ. Vậy thì chúng ta phải biết được chúng ta đang gặp cái chỗ nào, chúng ta mở cái chỗ đó, cái nút đó. Vậy làm thế nào để chúng ta biết được năm nay chúng ta gặp cái hạn gì các anh chị? Làm thế nào biết được? Các anh chị nào trả lời đúng tôi thưởng một món quà, tặng món quà ngay lập tức. Làm thế nào để mình biết được năm nay cái vận mình bị gặp cái gì? Làm thế nào để biết được ? Anh chị nào trả lời đúng câu này tôi tặng món quà ngay tại đây. Rất vui, rất thú vị. Tôi nghĩ sẽ có người trả lời đúng. Chính xác. Không cách nào ngoài cách này. Hỏi bất cứ thầy nào nha, chứ không phải hỏi tôi à. Tôi xin lỗi à, hỏi như vậy ngoan, ngoan, ngoan cho tôi à. Bất cứ thầy nào không cần biết. Hay mà hỏi ra được đúng cái hạn của mình là được rồi. Vì sao? Vì chúng ta không nghiên cứu về cái mệnh của mình. Một người có chuyên môn, người nào đó mà cảm thấy mình tin tưởng và hợp với mình. Cũng vậy, mình đi khám bệnh. Cái bệnh về sức khỏe thì phải tìm bác sĩ. Còn cái bệnh về tinh thần thì phải tìm những người trị liệu về nỗi khổ niềm đau. Tu chính mình. Tu chính mình là tốt. Nhưng không biết được năm nay nó bị cái gì. Như tôi chia sẻ hồi nãy đó. Như cái bạn mà trong hội thảo tôi cũng vậy. Đúng, tu là sẽ hết, sửa hết. Nhưng không biết lúc nào hết. Và không biết được năm nay mình bị cái gì để mà sửa. Vậy là mình sửa toàn tập à. Còn ví dụ như mình biết rõ ràng năm nay mình bị cái đó là mình chỉ sửa cái đó thôi. Còn năm nay mình tốt cái gì thì mắc gì mình sửa. Mình phải phát huy cái tốt. Và cái nào xấu thì mình khắc phục. Tốt thì mình phát huy. Cụ thể như sao? Tôi đã từng sửa như thế này. Khách hàng của tôi chia sẻ lại các anh chị. Tôi xem cho cái khách hàng của tôi, một doanh nghiệp. Tôi nói năm nay anh sẽ gặp hạn về pháp luật. Thì người đó hỏi thầy ơi vậy thì cách nào quá giải sao cho hết. Tôi nói không được, không hết được. Tôi không đủ đạo hạnh để làm được việc đó. Nhưng tôi sẽ giúp cho anh đỡ đi. Anh vay tan 100.000 đô, tôi cho anh trả là 5.000, 2.000, 10.000, trả nào hết thôi. Còn nếu như anh không muốn cần tôi thì anh cứ trả 100.000, cái cục xong. Cái từ vay là phải trả. Có hai cái thuật ngữ mà dùng. Thí dụ tôi nói về tôn giáo gọi là nghiệp, còn về mệnh lý
về quyền học là hạn. Hai cái này không né, không tránh khỏi, đã gặp thì phải chịu, không ai có thể né được. Vậy thì cái anh đó tôi xem nó gặp hạn pháp luật thì làm sao? Tôi mới bày một cách thế này: anh đi ra đường tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, khi cái ngã tư đó đang phân vắng, thấy có người công an giao thông cứ chạy trước đèn đỏ cho tôi, công an thổi cái tét đứng lại, hoan hỷ cầm cái biên bản đó xuống phô bạt nhà nước đông. À, làm như vậy cho tôi vài lần và anh này cũng làm theo bằng phương pháp của tôi, không hại không đụng không làm ai hết, sai thì phải đóng phạt nhưng cuối cùng vẫn điện thoại cho tôi là em đã bị hạn pháp luật tại công ty. Nhưng sao các anh chị? Nhưng rất nhỏ các anh chị, vì đã trả trước cho mấy thằng công an giao thông rồi. Nếu không trả cho mấy thằng công an giao thông thì cái chỗ này nó một cục, phải chọn cái nào? Trả cho mấy công an giao thông rồi cũng hạn pháp luật vậy. À, mấu chốt là nằm chỗ đó, đã là hạn thì không tránh khỏi, vay thì phải trả. Quỵt là chỉ có vô nhà đá, à, ai quỵt là chỉ vô nhà đá thôi, nhưng chúng ta vẫn trả vì hạn mà sao né tránh khỏi các anh chị. Đấy. Vậy thì chúng ta phải biết được chúng ta bị cái gì để mà chúng ta trả cái đó. Tôi nói một cái ví dụ các anh chị dễ hiểu nhất nè. Ví dụ nói là một đứa con mình, từng này cha con mình tổng vệ sinh gia đình chủ nhật nha, nghỉ nghỉ học ở nhà làm. Đứa con dạ. Thì đứa con này nó có những cái lúc mà nó nghỉ học, tức là nó ít tiết, nó về sớm, nó lao trước một cái tủ, à, cái kệ đủ, nó lao trước cái kệ sách, nó lao trước cái tủ lạnh. Vậy thì chủ nhật cái khối lượng công việc nó có giống y như vậy hay nó nhỏ ít hơn các anh chị? À, chắc chắn là nó ít hơn rồi, vì cậu này đã làm trước vẫn phải làm, với khối lượng công việc đó thì phải làm thì nó mới sạch hết cái nhà được. Nhưng vấn đề là cậu này có làm trước thì cái hạn cái anh kia cũng vậy, anh trả trước cho mấy công an giao thông nhưng cuối cùng vẫn phải trả, không bao giờ né đâu được hết. À, không né được. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta bị biết hạn về sức khỏe thì chúng ta phải gieo một cái nhân đối lập lại với cái việc đó. Thí dụ chúng ta làm một cái việc gì xấu quấy thì chúng ta muốn chuyển nó hết, chuyển qua, chuyển chuyển nghiệp nó đi, thì chúng ta phải gieo cái nhân đối lập với cái việc chúng ta làm, à, thì nó sẽ giải được. Chúng ta đã gieo thì chúng ta phải trả, không có chuyện mà vay người ta mà quỵt được. Hạn ha, tôi nói hạn và nghiệp là không bao giờ tránh khỏi. Năm đó bị cái đó là bị cái đó, nhưng chúng ta biết cách hóa giải tốt nhất là gì, là chúng ta biết chúng ta đón nhận và chấp nhận để đi xuyên qua nó, chứ chúng ta không thể mà làm hết được. Có những người nghĩ rằng làm được nhưng riêng bản thân tôi, quan điểm cá nhân của tôi không làm được gì đấy. Đã vay là phải trả người ta, không có chuyện mà cái chân lý mà qua tiền người ta mà quỵt được. Quỵt thì vô nhà đá. À, vậy chúng ta phải biết muốn được chuyển, dùng cái tâm chuyển. Ví dụ chúng ta bị hạn sức khỏe đi thì chúng ta giúp những người cơ nhỡ không có khả năng về vấn đề chữa bệnh, hoặc tới những cái gì cô nhi viện, những viện dưỡng lão, những người bị chất độc màu da cam, chúng ta giúp đỡ họ chứ không phải là bần cùng sinh đạo tặc. Tôi còn đang khó khăn bệnh tật mà tôi giúp gì các anh, thì xin thưa như vậy không tốt. Bần cùng sinh đạo tặc mà bần cùng không sinh đạo tặc mới là đúng, mới là chân lý. Còn mình bần cùng sinh đạo tặc là chuyện bình thường. Vậy thì cái lúc mình khó về cái đó, mình thấy là mình sức khỏe yếu, mình phải giúp cái người có điều kiện xấu hơn mình, yếu hơn mình, thì chúng ta sẽ hóa giải được cái đó. Tôi có một cái chuyện sự thật như thế này kể cho các anh chị. Ở ngoài Nam Định, cái anh này đi đào vàng ở trong những cái láng ở trong rừng sâu á, đi tìm những cái mỏ vàng mà. Thì làm vàng thì rất nhiều tiền, mà sống trong rừng mà ngoài vòng pháp luật, mà ăn chơi sa đọa, bài bạc, gái xì ke ma tí, không thiếu gì hết.
cuối cùng bị nhiễm HIV, không còn đào được vàng nữa, bãi vàng những cái lá trại đó nữa, thế là hết tiền, thân tàn ma dại, rồi đi về nhà, chòm sớm hàng xóm coi chả ra gì hết, khinh thường. Khinh thường cậu này. À, cậu này rất buồn. Nhưng nó còn tích một cái phước nào đó nhỏ lại của cậu này. Có một cái cô này chấp nhận, yêu thương và lấy cậu này. Thì ăn ở với nhau. À, mang thai. Thì cậu này ở chỗ cái làng của cậu này ở thì hàng năm lũ về là phải người dân đó dời trốn đi chỗ khác, xong qua lũ quay trở về. Thì cậu nhìn trên cái dòng suối mình, cái chỗ mà con ngồi mà lũ nó đi ngang, nó quét ngang, nó rẽ đường nước vô làng đó. Thì cậu mới kêu mọi người lại, thôi bây giờ chúng ta lấy đồ chúng ta đắp ngang ngang cái này đi, để chắn rẽ dòng nước cho nó qua bên kia, nó không đâm vô cái làng mình. Thì mọi người mới nói thằng này nó khùng, nó sắp chết rồi, nó HIV mà nó đòi làm cái việc đấy, không ai làm được cái việc đó, giống như coi tầm thường. Cậu này không nói gì hết, một mình lủi thủi làm, kiên trì làm năm này tháng nọ, làm ròng rã. Thì trong lúc làm như vậy, cậu đào lên nó có những cái hạt sỏi đó, thì đem đi bán để phụ vợ, để nuôi sống qua ngày. Thì tới mùa nước lũ về, cái dòng nước lũ nó đụng vô cái cậu chẳng và nó rẽ vô con sông. Nó không rẽ, nó không có rẽ vô cái làng nữa, mà nó rẽ vào hướng khác, không đi vào làng, cả làng không có phải đi dời đi nữa. Nhưng cuối cùng cậu này vẫn phải chết. Và cái việc nó hay ở chỗ này, cái điều tôi muốn gửi gắm với các anh chị, đứa con của cậu này sinh ra không nhiễm HIV, vợ không nhiễm HIV. À, khoa học không chứng minh được tại sao HIV lây qua đường máu và đường tình dục. Vậy thế mà con cậu này không bị. Những trường hợp này hiếm trên đầu ngón tay, khoa học không chứng minh được. Vì cậu đã làm một cái việc quá tốt, nhưng vẫn phải chết. HIV đã gieo vẫn phải chết. Nhưng cái vấn đề, cái câu chuyện này nó hay ở chỗ là đứa con chào đời không nhiễm HIV, người vợ không nhiễm HIV. À, mấu chốt là chỗ này. Rồi, vừa rồi thì tôi chia sẻ cái mục mà cái slide cuối cùng này là dùng chuyển tâm. Để được làm chuyển tâm thì chúng ta phải biết được chúng ta gặp cái hạn gì thì chúng ta mới chuyển được. Còn chúng ta chuyển đại đi thì hên xui, trúng thì nó hết, không trúng thì thôi. Hồi nãy tôi có chia sẻ, một người biết được cái cốt lõi của sự việc và cái gốc của nó ở đâu thì chúng ta chuyển sẽ dễ hơn. Còn một người không biết vẫn được, nhưng đó là sự phán đoán. À, cái sự phán đoán của một người có trí tuệ, chứ không phải biết rõ ràng xử lý như thế này. Còn khi mình đã biết rồi, mình có cách xử lý. Còn nếu như mình không biết, ở xã hội này nhiều người không xem, vẫn sống bình thường, vẫn giàu có đấy. Nhưng đó là sự phán đoán của những người có trí tuệ bằng cái sự chiêm nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống. À, ngày mai nói về cách quản trị con người, cách dụng nhân như dụng mộc, bằng cái quyền học hiểu được về tính cách của con người như thế nào. Ngày mai tôi sẽ nói về tính cách. Hôm nay tôi nói về tất cả là cái vận và hạn làm ăn không. Ngày mai sẽ nói về tính cách của mọi người. Và mỗi người có một tính cách, để chúng ta sử dụng con người như thế nào cho đúng, và làm thế nào để tìm được đối tác vàng của chúng ta. À, vừa rồi thì tôi chia sẻ hết cái nội dung ngày hôm nay là hiểu vận. Mong các anh chị tương tác với tôi. Các anh chị có băn khoăn, cái gì chưa có hiểu, chưa có thấu đáo tường tận, thì các anh chị sẽ đặt câu hỏi và các anh chị chia sẻ về cái cảm nhận của các anh chị về cái nội dung của ngày hôm nay tôi chia sẻ như thế nào. Tôi rất mong các anh chị tương tác với tôi một cách nhiệt tình lên, cho nó có sinh khí lên, cho nó vui vẻ. Rồi tôi xin mời trả lại cái để cho MC Hải điều tiết chương trình. Mời các anh chị đặt bất cứ câu hỏi gì tôi có thể giải thích được, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị bằng tất cả tấm lòng. Xin mời các anh chị. Thay mặt các anh chị trong diễn đàn toán ngày hôm nay, rất là cảm ơn thầy đã có những lời chia sẻ rất là bổ ích.
Và các anh chị thấy những điều chúng thầy chia sẻ rất là tốt thì chúng ta, các anh chị cho số 9 đi ạ. Nhiều lên ạ, thả tim cũng được ạ. Các anh chị đánh rất nhiều câu, rất là đã ngộ ra nhiều vấn đề. Các anh chị đều rất là dành tình cảm rất là tốt đối với thầy. Xin mời các anh chị, chúng ta còn thời lượng khoảng hơn 20 phút nữa. Các anh chị vui lòng chúng ta nếu có câu hỏi hoặc là giao lưu gì, chúng ta có đặt câu hỏi đi ạ. Xin mời các anh chị. Anh chị thể giơ tay lên để ban kỹ thuật. Các anh chị giơ, chúng ta giơ tay lên đang đánh vào ô chatbox á, để ban kỹ thuật chúng ta mở micro cho các anh chị. Trần Nguyên Tiết Ngọc về kêu thầy ơi, giờ tôi biết ơi hay là không ơi đây các anh chị. Giờ sao các anh chị không mở mic lên mà kêu thầy ơi? Giờ nghĩ các anh chị nghĩ giờ tôi ơi hay là tôi không ơi các anh chị? Giờ tôi ơi ha, tôi ơi hay là không ơi đây? Không mở mic lên mà hỏi thầy ơi. Tại vì em sợ ban tổ chức chưa cho phép thầy. Hỏi thầy ơi rồi tôi ơi đấy, một cái ơi. Xin xin mời chị nào kêu thầy ơi em đặt câu hỏi đi ạ. À. Chị thầy... Trần Trần Nguyễn Tuyết Ngọc đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Xin mời chị Tuyết Ngọc đặt câu hỏi đối với thầy Kim Hải Đông đi ạ. Thầy, em chỉ có một cái điều thắc mắc đó là hồi xưa giờ em vẫn cứ lưỡng lự giữa cái tử vi và thật sự trong giống như là vẫn không có một cái, em vẫn không hiểu là người ta có nói là đức năng thắng số, em không hiểu là chuyển vận như thế nào nên là vẫn có một cái gì đó nó lợn cợn, nó không có giữa cái phong thủy và cái câu mà đức năng thắng số đó. Thì nên em muốn thầy giải thích rõ một chút xíu về chỗ đó. Ok, rồi ghi nhận câu hỏi của em rất là khá là rộng và lớn. Câu hỏi này tôi nghĩ là rất rộng nha, đề tài rất lớn nhưng mà rất là có cái tính nhân văn trong này. Rồi tôi xin chia sẻ. Cái chữ đức năng thắng số này nó mang cái tính là phương tiện và mang tính chất nhân văn chứ nó không phải là chân lý. Các anh chị lưu ý nha. Cái chữ đức năng thắng số này không phải là chân lý, nhưng cái chữ đức năng thắng số này nó có một cái nhân văn rất lớn và thương phương tiện giáo dục. Ở đời nhân định thắng thiên, những câu nói này là những câu nói phương tiện. Nếu như những câu nói này theo quan điểm cá nhân của tôi mà có kèm theo một chữ nữa thì nó kỳ diệu lắm. Ở đời nhân định thắng thiên, nhưng có mấy ai, phải mở ngoặc ra, có mấy ai làm được việc này các anh chị? Thì đức năng thắng số với nhân định thắng thiên là một. Tất cả chúng ta trong cuộc sống này nó đều có liên quan tới cái gì? Liên quan tới sự tương tác, tương duyên, tương quan và tương thuận. Cái này có, cái kia không, cái này có, cái kia có, cái này không có, sinh ra cái kia có. Tức là nó có cái mối tương tác, tương duyên, tương quan và tương thực. Chứ không phải là tự nhiên mà có. Hồi nãy, giờ tôi chia sẻ trong ngày hôm nay và trước hôm qua tôi vẫn nói, cuộc sống không phải một việc mà nó nên, nó là sự cộng hưởng nhiều thứ khác. Vậy cái gì chúng ta loại bỏ ra được nhiều rủi ro thì cái sự may mắn nó sẽ xuất hiện. Đơn giản thế thôi. Cái tâm của chúng ta sạch, cái tâm mà nó sạch, nó hu tù tử tiệt, thì cái việc đẹp nó sẽ trường sinh vượng tướng. Khi cái tâm của chúng ta sạch, tức là một cái tâm là tịnh hạnh, là cái tâm có một suy nghĩ sạch, một lời nói sạch, một hành vi sạch, thì người ta gọi là cái tâm tịnh hạnh. Vậy thì khi cái tâm tịnh hạnh có rồi thì sao ạ? Thì nó sẽ xuất hiện một suy nghĩ đẹp, một lời nói đẹp, một hành động đẹp, thì chúng ta sẽ có được một kết quả đẹp. Còn cái việc mà đức năng thắng số là có mấy ai? Các anh chị thử đi tìm trong thân tộc và bạn bè đi, kiếm được mấy người đức năng thắng số? Có cả chị. Cái số của mình không phải tự nhiên mà nó có sinh ra ở cái đời này.
nó có bao nhiêu nghiệp lực, biệt nghiệp và cộng nghiệp nó dồn lại nó mới có được ngày hôm nay. Trong phút chốc, một tháng, một năm, trong cái kiếp này mà chúng ta chuyển được, khó lắm các anh chị. Nói như thế không phải là không chuyển được, nhưng nó rất ít. Và nó như thế nào? Nếu nó một câu chuyển chỉnh, cái số phận của người ta có thể thay đổi được, với một điều kiện là cái tâm chúng ta như thế nào, cái hành động của chúng ta ra sao, cái nỗ lực của chúng ta tới đâu, thì chúng ta sẽ có kết quả tương ứng. Thiếu cái chữ tương ứng này không có giá trị nha các anh chị. Nó phải tương ứng với cái tâm của chúng ta thế nào, cái hành vi của chúng ta ra sao, cái việc làm của chúng ta như thế nào. Còn tử vi, tứ trụ kinh dịch và các môn về quyền học, nó giúp cho chúng ta biết được ta là ai. Vậy cái chúng ta biết được ta là ai thì chúng ta hành động, chúng ta làm mọi việc nó sẽ chủ động hơn cái chúng ta không biết. Cái tử vi như em nói, hoặc cái tứ trụ, hoặc cái kinh dịch đều làm cái việc giống tôi nói, giúp cho con người ta biết được ta là ai. Vậy cái mà chúng ta biết rõ ràng đây là trái cốc, thì chúng ta làm thế nào cho trái cốc này nó bóng lên. Còn cái mà chúng ta không biết đây là trái cốc, cứ đoán là trái cherry hay trái chùm ruột, thì chúng ta làm như thế nào? Chia sẻ với các anh chị điều này nha. Chúng ta biết được chúng ta là ai thì chúng ta có phương pháp tương ứng. Cũng vậy, trả lời câu hỏi, chốt lại là nhân định tháng thiên với đức năng tháng số là một câu nói mang tính giáo dục, mang tính nhân văn, giúp cho người ta hướng thiện, giúp người ta tích cực trong cuộc sống, chứ không phải là cái đó là chân lý, làm là sẽ được, không có. Các anh chị tự tìm hiểu trong thân tập của các anh chị, bạn bè các anh chị thì hiểu được cái lời của tôi giải thích đúng hay sai. Rồi, xin chia sẻ với chị như thế. Chị còn hỏi thêm cái gì không ạ? Chị đâu luôn rồi, hết thấy rồi. Dạ, xin mời một khán giả thứ hai. Xin mời Mr. Nhân ạ. Anh bật mic lên, anh giao lưu với lại diễn giả đây. Xin mời anh Nhân, chúng ta đặt câu hỏi anh bật mic lên đi anh. Ban kỹ thuật, xin mời ban kỹ thuật mở mic cho anh Nhân. Hình như chị gì đó, chị Mai, chị dạ. Vâng, rồi và chào thầy cũng như chào tất cả các bạn. Cũng là một câu hỏi cũng liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay của thầy, là đối với em á thì trước giờ cũng không phải là quá tin vào trong cái việc mà tử vi, nhưng mà khi mà xem những cái lời tử vi á, thì là những cái gì mà nó dự đoán về cái bản thân em thì có hai hướng là gọi là tích cực, tiêu cực. Thì cái tích cực đâu không thấy, chỉ thấy toàn là tiêu cực không. Cái tiêu cực thì nó gần như là nó xảy ra tới 90%, nhưng còn tích cực thì gần như không có cái nào xảy ra cả. Thì không biết lý cái vấn đề đó là như thế nào, theo cách nhìn nhận của thầy là như thế nào, và mình có cách nào để mình khắc chế hay không? Không hiểu ý em lắm. Tức là cái người xem tử vi cho em là nó cứ xảy ra cái điều luận đoán tiên tri cho em toàn là tiêu cực, không có luận đoán cho em tích cực à? Có không, phải không, ý không. Vậy không ạ? Nghĩa là nó có luận đoán cũng có tiêu tích cực và tiêu cực, lúc nào nó có luận đoán nó cũng có hai cái mặt, là kết quả ra là ví dụ như năm đó của mình nó sẽ có những cái thuận lợi như thế nào và có những cái gì là nó không tốt. Tuy nhiên thì những cái luận đoán đó là những cái điều không tốt thì nó đều xảy ra, còn những cái điều tốt không thấy xảy ra. Ok rồi, hiểu rồi. Cái này tôi nghĩ đơn giản mà. Tôi nghĩ cái này trong phòng room này ai cũng có thể đoán được, không cần phải tôi giải thích đâu, câu hỏi của em. Vì cái người đó luận đoán sai. Nhưng mà nếu mà luận đoán sai thì gần như những cái chuyện mà nó không tốt nó đều có xảy ra tới 90, xác suất tới gần như 90%. Nhưng còn cái điều tốt thì gần như xác suất nó là 0% vậy đấy. Vậy thì cái đó là em phải hỏi cái người luận đoán đó. Còn đối với tôi là tôi chưa từng như thế. Tôi nhấn mạnh với các mọi người nha, không có lý do gì cái tiêu cực luận đúng mà tích cực luận sai. Các anh chị có nghĩ một công thức mà nó sai như vậy không các anh chị? Đối với bản thân tôi nha, chưa từng xảy ra như thế. Còn cái em nói là em phải coi lại cái người luận đó như thế nào.
Còn đối với bản thân tôi, một cái công thức, các anh chị nghĩ đi, cũng một công thức, tại sao mà tích cực nó đúng, lộn, tiêu cực nó đúng mà tích cực nó sai, các anh chị hiểu không? Đấy, tức là không thể nào có cái chuyện mà tiêu cực đúng mà tích cực nó sai. Đó là cái quan điểm cá nhân của anh, và anh đã từng lần như thế. Còn cái người đó tiên đoán cho em thì anh không thể làm chủ, anh trả lời được. Nhưng rồi. Anh sẽ trả lời theo góc nhìn của anh là Rồi. không có chuyện mà tiên đoán tiêu cực đúng mà tích cực sai, trừ khi nào cái người thầy đó lần đó không chuẩn. Nhưng mà nếu mà cái có bao giờ nó có khi nào nó lại xảy ra bởi vì cái ngày ngày tháng năm sinh của mình nó không đúng không thầy? À, câu trả lời cũng rất là hay. Nếu các ngày tháng năm sinh của mình không đúng thì không thể nào lận đúng một việc. Nếu mà ngày tháng năm sinh nó sai thì tại sao lận cái chuyện tiêu tiêu cực của em đúng hết mà tích cực của em sai? Đấy, mọi người thấy nó có mâu thuẫn không ạ? À? Nếu cái ngày nó sai thì tại sao mà cái chuyện mà tiêu cực mà sai mà chuyện đúng mà tích cực nó lại là không đúng? Đó, các anh chị đó, à, em tự suy luận ơi. Nếu nó sai, tại sao tất cả những gì em nói tiêu cực đều xảy ra trên 90% mà cái điều tích cực nó xảy ra, thì em thấy nghĩ như thế nào? Các anh chị ngồi trong phòng Zoom này nghĩ coi, một công thức mà lại chuyện mà tiêu cực thì nó đúng mà tích cực nó sai. Tôi cũng lần đầu tiên nghe cái việc này trong cái cuộc đời hành nghề của tôi 17 năm. Một công thức, à, một công thức duy nhất nha, mà lại đúng về tiêu cực mà tích cực nó không đúng. À, tôi cũng chia sẻ với em, với tôi chưa từng xảy ra việc đó, trừ khi nào tôi luận là sai hết thì có. Vì một công thức mà không có chuyện mà tiêu cực mà nó đúng mà tích cực nó sai. À, chia sẻ với em như vậy. À, tôi chưa từng gặp trường hợp như thế. Rồi. Nếu Nhưng mà sai hôm là nay tôi luận. À, em là cũng dạng như là hàng đặc biệt đấy, tôi chưa từng gặp như vậy. À, cái đúng rồi, không có thể có nào vẻ có công thức mà luận cái này nó đúng mà cái kia nó sai mà có một công thức. Đấy, tất cả là đều có một công thức luận về hàng. em lấy ví dụ như là người ta nói rằng cái năm 2021 này nè là một năm cực kỳ thuận lợi đối với bản thân em. Người ta nói là những năm trước đó thì là cái con đường mà sự nghiệp của em á nó trắc trở và nó gần như là nó sẽ mất đi những cái gì mà mình đang có, và năm 2021 này mình sẽ lấy lại được tất cả những gì mình đã mất, thậm chí có thêm được nữa, và công văn sự nghiệp của mình nó phát triển lắm. Tuy nhiên thì năm 2021 này gần như không có thấy cái gì nó thuận lợi cả. Đó là một ví dụ điển hình. Thì đấy, thì cái ví dụ đó là nó là do cái người luận đấy. Còn như anh, thí dụ như có thể giải thích thêm một cái góc này nó xa hơn chút xíu cho mọi người cùng tham khảo ha. À, nhưng cái việc này nó phải tương ứng thì nó mới có cái ý nghĩa được. Còn như em nói, em này em diễn tả là tất cả tiêu cực đều đúng mà tích cực đều sai, thì tôi nghĩ nó có một cái vấn đề gì ở trong này. Còn tôi sẽ giải thích theo cái hướng mà 50-50, tức là nó phải đều bằng cái câu nói tại sao mà người ta luận đúng mà ra kết quả sai. Cái đó là cái tâm của cái người đường số, nó sẽ tỷ lệ thuận mọi hành động đều đưa tới một kết quả tương ứng. Ví dụ cái việc trả nợ hồi nãy của tôi nói, ví dụ như cái năm này là nó xấu, tuy nhiên trong một năm đó hoặc trước đó em đã trả rồi, em trả hết rồi, thì tới cái năm này à nó hết. Còn nếu như cái tâm của em xấu quá, cái năm này người ta luận đoán em tốt nhưng mà em làm toàn cái việc tốt thì nó sẽ tốt, đó là điều tất yếu. Nhưng cái năm này nó tốt, em làm toàn cái việc xấu thì chắc chắn nó sẽ chuyển nghiệp, thì từ cái tốt này nó trở thành cái xấu. Ngược lại cũng vậy, người ta luận cái năm này em xấu nhưng em làm toàn cái việc tốt thì kết quả là cái năm xấu này chuyển thành năm tốt, thì cái đó là nó tương ứng. Còn cái việc em nói là tôi thấy nó có một cái gì đó tôi không giải thích được, vì tất cả đều là xấu nó xảy ra đúng nhưng cái điều tốt nó không xảy ra, thì tôi không giải thích được cái này. Em có thể nhờ một cao nhân nào đó, chứ tôi là tôi chưa từng gặp chuyện này. Tôi chỉ sẽ thật với em và tất cả các anh chị trong phòng Zoom này, tôi chưa từng gặp như thế. À, lận tới đúng 90% tiêu cực mà tích cực nó lại không xảy ra. À, chia sẻ với em như vậy. Ok. Rồi, cảm ơn thầy. À, không có gì đâu ạ. À, mời các anh chị nào có cái câu hỏi khác thì tương tác với tôi ạ. À, đặt câu hỏi ạ. À, chúng ta còn thời gian. Anh chị thân mến, chúng ta còn thời gian khoảng 15 phút nữa.
Các anh chị còn ai đặt câu hỏi xin mời Anh chị Phan gì kìa, anh Phan gì kìa. anh Phạm ạ. Xin mời anh Phạm chúng ta đặt câu hỏi đi. Dạ, em xin chào thầy ạ. Xin chào ban tổ chức và các anh chị ạ. Rồi, nghe được ạ. Chào em. Em rất cảm ơn thầy về những cái chia sẻ rất là hữu ích hai ngày hôm nay ạ. Thực ra cái chủ đề này em cũng đang rất là quan tâm. Do là em cũng tìm hiểu về về nhân quả, về muôn kiếp nhân sinh, rồi về luân hồi. Thì cũng như thầy đã chia sẻ thì mình có thể dùng cái tâm để chuyển vận. Nhưng mà quay ngược lại thì em cũng đang có một cái câu hỏi là vì bản thân cái kiếp này thì mình cũng còn những cái kinh nghiệm của những cái kiếp trước đấy nữa. Trong trường hợp là cái kiếp này mình rất là sống cũng rất là có tâm, nhưng mà mình vẫn đang phải trả những cái nghiệp của kiếp trước ấy, thì có cái có nghĩa là mình có thể cải cải thiện được hay là chuyển được cái vận của kiếp này hay không ạ, hay là mình vẫn phải trả cái nghiệp của kiếp trước đó rồi rồi mới có thể là những kiếp sau này nữa mới trả hết nghiệp ạ? Ok, rất hiểu được cái câu hỏi của chị ha. Thì câu hỏi này cũng phạm trù khá lớn. Tuy nhiên tôi biết được cái gì thì chúng chia sẻ với chị bằng tất cả tấm lòng. Về cái nghiệp thì nó có biệt nghiệp và cộng nghiệp, và nó có tiền kiếp và tại cái này. Thì nó có là cái nhân, như nãy chị vừa nói, cái nhân của quá khứ nó là cái quả của hiện tại, và cái nhân của hiện tại nó sẽ là cái quả của tương lai. Vậy thì chị muốn hỏi là mình phải trả hoài về cái nhân của mình đã gieo ở phía trước chưa, để cho cái đời này của mình tốt lên. Xin thưa với chị rằng cái câu hỏi này không ai có thể trả lời được câu hỏi này một cách chính xác 100%. Tôi dùng cái từ không ai nhé. Bất kỳ người nào không trả lời được đúng 100%, nhưng trả lời tương đối thì trả lời được. Và tôi sẽ trả lời một tương đối. Vì mình có biết được là cái của mình bao nhiêu ký ở phía trước đâu, mà để mình trả cho nó tương ứng với cái kiếp này. Vì mình phải biết được nó là bao nhiêu, nó là cái gì, thì mình mới trả được. Vậy thì những gì nó qua rồi mình không thấy, nhưng mình không thể không tin là nó không có. Cái này tôi chứng minh được, và tôi từng chứng minh giữa đám đông. Mình không thấy nhưng không có nghĩa là mình nó không có nhưng chẳng qua là nó cái gì mà nó qua rồi là mình không thấy. Nó chỉ qua một ngày thôi đã không thấy rồi, một tuần đã không thấy rồi, một năm đã không thấy, 5 năm, 10 năm, 100 năm sao thấy được. Tôi nói đơn giản, một ngày chỉ đi qua con đường đó thôi, thì làm sao mà chị không quay camera lại chị thấy cái việc mà chị mới vừa đi qua thắc thì chị thấy được không ạ? Không ai thấy được cái việc đó hết. Đồng nghĩa cái nghiệp của mình thì ở phía trước mình biết nó có đấy, nhưng mình không thể thấy được. Vậy thì cái việc làm của mình cần nhất là cái gì? Ông trời sinh ra cặp mắt là nhìn về hướng trước, không có nhìn về phía sau. Vậy nói lên điều gì? Tạo hóa đã khởi sinh con người là phải nhìn về phía trước mà sống. Còn nhìn về tương lai cũng nhìn bằng con mắt, còn nhìn về quá khứ là nhìn bằng cái tâm chứ không phải nhìn bằng con mắt. Các anh chị lưu ý nha. Nhìn về quá khứ là nhìn bằng cái tâm, nhìn về phía trước nhìn bằng con mắt. Vậy thì chúng ta muốn sống phải nhìn về phía trước. Vậy thì cái hành động, hành vi, suy nghĩ chúng ta hướng về phía trước. Còn chúng ta cứ hướng về cái nghiệp ở phía tương lai, là phía quá khứ, thì chúng ta sẽ gì? Rất là nặng hồn. Vậy thì khuyến khích chỉ nên sống cho nó đẹp tại cái thời điểm này, ngay bây giờ và tại đây. Đức Phật Thích Ca mới nói trải nghiệm hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây, tại thời điểm này ngay bây giờ. Vậy thì chúng ta có quyền sống tốt, có quyền sống đẹp, có quyền sống về cuộc đời của chúng ta. Chúng ta làm những điều nhân văn, đạo đức, tử tế, giúp ai được thì giúp, không giúp được tiền thì giúp được công, không giúp được công giúp bằng lời nói. Vậy thì khi chị làm được cái việc đó thì cái tâm chị rất nhẹ. Và cái tâm của mình nhẹ thì nó giúp cho con người mình nó thư thái. Từ thư thái nó mới chuyển ra được những cái thứ khác. Còn mà mình cứ bị
u sầu buồn rầu, mình cứ bi ai ai quá, cái đầu mình cứ lòng vòng bao nhiêu đó hoài thì thật sự nó khó. Chúng ta phải thoải mái, an nhiên tự tại. Chúng ta phải sống đẹp, quan trọng nhất là phải sống đẹp. Chúng ta sống đẹp thì chúng ta sẽ có suy nghĩ đẹp, lời nói đẹp, hành vi đẹp, cái nghĩa cử và thái độ đẹp, thì sẽ có nhiều người quý mến chị, nhiều người yêu thương chị, đồng nghĩa nhiều người giúp đỡ chị, cũng có nghĩa là chị sẽ có được nhiều polymer. Khi có người ta giúp đỡ chị thì chị sẽ có nhiều polymer, đó là chắc chắn. Chị chỉ được nghĩa vậy, từ một cái suy nghĩ đẹp chỉ thế thôi. Còn người ta đi tới đâu có người ta quý, người ta mến, người ta giúp đỡ thì không có lý do gì không có những đồng polymer. Mọi cái sự việc thành công đều từ mối quan hệ. Tôi đã từng dạy một cái môn kỹ năng giao tiếp. 90% các thầy dạy kỹ năng giao tiếp là dạy nói làm sao để cho hay. Tôi không dạy như thế. Tôi dạy nói làm sao cho người ta quý, người ta mến, người ta thương. Mà người ta quý, người ta mến, người ta thương thì người ta sẽ giúp đỡ mình. Mà người ta giúp đỡ mình thì mình có cơ hội mình tiến thân. Nguyễn Hiến Lê có nói một câu của Nguyễn Hiến Lê: xung quanh ta là bạn của chúng ta, sợ gì không có người giúp ta. Ngày mai Kim Hải Đông sẽ nói một câu: xung quanh ta đều là quý nhân giúp ta. Thì các anh chị nghĩ thế nào? Quý nhân với bạn khác nhau nha. Câu nói của Nguyễn Hiến Lê là xung quanh ta là bạn của ta, thì sợ gì không có người giúp ta. Còn câu nói của Kim Hải Đông: xung quanh ta là quý nhân của ta, thì chuyện đó thế nào? Các anh chị tự suy luận nha. Thì trở lại câu hỏi của chị là chị phải sống đẹp của cái đời này. Chị nhìn về phía trước, chị đừng nhìn về quá khứ bằng cặp mắt, mà hãy nhìn về quá khứ bằng cái tâm. Đừng cho nó hiện ra. Còn nó hiện ra là ở trước mắt là tương lai. Nhìn bằng cái tâm là không thấy, bỏ nó qua một bên không sao hết. Nhưng chị phải nhìn về phía trước. Rồi, cảm ơn chị. Em rất cảm ơn thầy. Em rất cảm ơn thầy ạ. Em đã hiểu. Rồi, okay. Tiếp theo xin mời chị Đỗ Nguyễn Ngọc Mai. Chị bật micro lên đi chị. Dạ, em cảm ơn thầy. Thầy ơi, thầy cho em hỏi là khi mà xem phong thủy như vậy ấy, thì mình xem là mình nên xem một năm một lần lúc đầu năm để biết cái năm nó như thế nào, hay là mình xem khi mà có những cái việc nó xảy ra mà mình chưa có biết được cái hướng nó giải quyết như thế nào á thầy? Cái này thì câu hỏi khá là vui và thú vị, cũng rất là vui, tôi cũng mắc cười. Thì thật sự đa phần là những doanh nghiệp và khách hàng của tôi họ đều phải xem đầu năm hoặc cuối năm, cuối năm này để xem cho năm mới. Còn nếu như cuối năm họ không xem kịp thì họ sẽ xem đầu năm. Có hai vấn đề nha, cuối năm và đầu năm. Tại vì đầu năm để chúng ta làm cái việc gì đó mới, để chúng ta biết được mọi cái sự chuẩn bị của chúng ta. Một là cuối năm để xem cho năm sắp tới, hai là đầu năm người ta đi xem, thường là doanh nghiệp xem cuối năm không ạ. Rồi, chị còn hỏi thêm gì nữa không ạ? Dạ được rồi thầy, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Rồi. Một câu hỏi cuối cùng dành cho bạn Phan Thị Yến Ly. Dạ. Chào thầy ạ. Tại vì em cũng rất là ít để xem về cái vấn đề là phong thủy hay này kia, nhưng mà qua bài học của thầy thì em thấy là thầy có một kiến thức rất là sâu rộng về cái lĩnh vực này, thì em cũng cảm thấy rất là may mắn được tham dự hai ngày hôm nay với thầy. Thì nhưng mà có cái em chưa có rõ lắm, nhờ thầy giải thích thêm giùm em về cái xung khắc hay là gì đó của kim mộc thủy hỏa thổ này. Ví dụ như trong một cái cơ quan, hay là trong một cái vấn đề về trong công việc, hay là trong công việc làm ăn, thì ví dụ như là mình có những cái mối quan hệ mà nó hơi nó sẽ có trong một cái môi trường mà nó vừa có những mối quan hệ mà tương hợp và có những cái xung khắc, thì ví dụ như mình có những cái cách nào để mình có thể cải thiện theo theo cái hướng mà mình giải thích về phong thủy thầy, để cái mối quan hệ này kia nó dung hòa, để mình có thể tạo ra một môi trường mà mình dễ chịu nhất, để cho nó giúp mình thúc đẩy trong mọi việc trong cuộc sống thầy. Ok,
Cảm ơn em rất nhiều, câu hỏi rất là thú vị cho những doanh nghiệp, những người đi làm nhóm, những leader, những quản trị nhân sự. Thật sự cái này là ngày mai anh sẽ giải thích từng chương thi mét, từng chi tiết. Nhưng ở đây trước thì anh sẽ giải thích cho em một cái góc độ nhỏ thôi. Ngày mai là cái ngày anh giải thích cái việc câu hỏi của em. Và câu trả lời là có hướng giải quyết. Mọi sự sinh khác đều có hướng giải quyết. Vì ngũ hành là một cái sự tương hỗ. Thì nó có sự quá giải của ngũ hành. Ngày mai anh sẽ nói về cái đó rất rõ. Tuy nhiên câu hỏi của em là thí dụ, anh ví dụ cho em dễ hiểu. Thí dụ người A khác người B, thì chúng ta thí dụ như là anh này là giám đốc hay là quản trị nhân sự, là leader, mà khắc khẩu với một nhân viên của mình, mà nhân viên đó rất giỏi, rất tài, có chuyên môn rất tốt, có thể hữu ích cho công ty, thì chẳng lẽ mình để cho cái bạn đó đi qua công ty khác hay sao? Vẫn sử dụng được cậu đó. Tôi đã từng giải quyết vấn đề này. Cái anh mà làm quản trị như thế này, anh mới nói rằng, tôi nói với thầy, tôi nói trong công ty ai cũng nghe đó, nhưng mà tôi nói thằng đó không nghe, mà nó nói lại là tôi rất khó chịu, vì cái mệnh nó khác rồi, cho nên nói lại là sẽ rất khó chịu. Vậy thì không lý do gì để cho nó đi ra một khác. Rất đơn giản, bỏ một người khác vô để trị cậu này, và cái cậu này phải xin cho cái người đó, và người đó xin lên cho cái người quản lý. Giống như cái tên của tôi phân tích hôm qua, Kim Hải Đông vậy. Ví dụ cái bạn này là Mộc, bạn này là Kim, thì Kim sẽ khác Mộc. Cái ông sếp là Mộc mà nhân viên là Kim, thì Kim nó khắc mộc, là ông sếp rất khó chịu. Vậy thì bỏ cái thằng Thủy vào ở giữa, thì Kim này không có rảnh đi khắc mộc, phải xin cho thằng Thủy, và thằng Thủy sẽ xin cho thằng Mộc. Thế là quá giải. Và cái ông sếp không có mất thời gian đi nói chuyện với thằng Kim này chi cho mệt, mà chỉ truyền qua cái người kia thôi, và người kia truyền trở lại. Thế là bài toán được giải quyết. Và tôi đã giải quyết nhiều vấn đề này, tôi có những khóa học đó luôn, chia sẻ với em là như vậy. Rồi, em còn hỏi gì thêm không ạ? Ngày mai cái nội dung này tôi nói rất chi tiết nha. Cái nội dung ngày mai là tôi nói về đề tài này, về quản trị nhân sự, về con người, dụng nhân như dụng mộc, và để phát triển trí tuệ của một con người. Cái nội dung ngày mai nó có một cái điểm hay là làm thế nào để phát triển được trí tuệ của một con người. Rồi, em còn hỏi gì thêm không ạ? Alo, anh trả lời hết câu hỏi của em rồi đó. Em có hỏi thêm gì không ạ? Em Phan Thị Yến Ly nè. Sao không nghe gì hết? Dạ anh trả lời thì em cũng hiểu rồi. Có gì ngày mai sẽ tiếp tục để theo dõi cái bài học của thầy. Rồi, ok. Rồi. Các anh chị thân mến, chúng ta chắc là sẽ tiếp tục đặt câu hỏi vào đề tài ngày mai, cũng là đề tài cuối cùng. Rất là hấp dẫn, và chúng ta sẽ tham dự đầy đủ hơn. Và lần nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái đề tài thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay tại đây. Và sau đề tài này, chúng ta đã hiểu về hiểu vận như thế nào, thời vận đang ở đâu, đánh thức thời vận như thế nào, đắc thời đắc vận ra sao, và dùng tâm chuyển vận như thế nào, chúng ta đã được tìm hiểu. Và thay mặt các anh chị khán giả trong ngày hôm nay, cảm ơn thầy rất nhiều về những chia sẻ rất là hữu ích, và bản thân tôi rất là tâm đắc cái đề tài đầu tiên mà thầy đã xem vận cho mọi người trong thời khắc đầu tiên, mà tôi rất là thích đề tài này. Và lần nữa cảm ơn các anh chị, cảm ơn thầy đã chia sẻ, và chúng ta sẽ cùng thả tim cho thầy đi ạ. Và các anh chị vui lòng mở camera, chúng ta sẽ cùng chụp hình lưu niệm cùng với thầy trong buổi thứ hai. Xin mời các chị mở camera và bộ phận kỹ thuật. Các anh chị sẽ chụp tấm hình lưu niệm cùng với thầy ạ. Xin mời các anh chị mở camera đi ạ. Tôi cũng chia sẻ luôn ha, trước khi chụp hình. Mọi người hay có chụp hình là để cái tim thế này ha, đúng không? Nhưng mà với Kim Hải Đông sẽ cho các anh chị một cái cách mới mang tính chất là năng lượng, tức là chúng ta làm thế này, tức là năng lượng tích cực của Kim Hải Đông. Mời các anh chị, chúng ta thả tim giống nhau thôi. Bây giờ các anh chị làm giống như tôi. Đấy, đấy. Thì các anh chị cầm như thế này, đó là một cái năng lượng tích cực trong cuộc sống của chúng ta. Đấy, ok. Các anh chị còn lại, chúng ta mở màn hình lên đi ạ. Và xin mời bộ phận kỹ thuật chúng ta chụp hình ạ. Mời anh MC để cái tay xuống chút xíu, nó rất đẹp, để như vậy không đẹp. Đó, ok, chính xác. Mọi người chừa cái mặt mình ra mới đẹp chứ.
thấy mấy cái chị em phụ nữ người nào cũng đẹp hết rồi. Ok, 1 2 3 nha. 1 2 3 xin mời một khi vào được kỹ thuật chúng ta chụp hình xong chưa? Rồi, ok, rồi cảm ơn. Rồi, cảm ơn mọi người. Okay. Cảm ơn thầy, chúc các anh chị, chúc thầy và các anh chị chúng ta ngủ ngon và hẹn gặp lại các anh chị và đề tài thứ ba là ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Cảm ơn chị và chúng ta sẽ tiếp tục đề tài ngày mai là hiểu người. Chúng ta sẽ tìm bắt đầu lúc 19:30 vào ngày mai. Cảm ơn các anh chị. Chúc các anh thầy và các chị ngủ ngon. Dạ. Cảm ơn anh Hải, cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Dạ. Chào mừng bạn đến với dịch vụ giải pháp đào tạo, cổng kết nối đào tạo đội ngũ giảng viên cá nhân và công ty đào tạo nhằm cung cấp hình thức giải pháp đào tạo đa dạng, sự lựa chọn đến cho các cá nhân, tổ chức, Training Solution Social Group. Chúng tôi tiên phong trong việc kết nối những giảng viên, những tổ chức có những khóa đào tạo giá trị, mang đến sự lựa chọn nhiều hơn cho việc phát triển công việc và sự nghiệp của mọi người. Với các gói dịch vụ cho thuê giảng viên theo giờ, ngày, dự án, dịch vụ cung cấp giảng viên toàn thời gian, bán thời gian, theo giờ, theo ngày hoặc theo dự án, bạn sẽ được trao đổi và làm việc trực tiếp với chuyên gia đào tạo của chúng tôi với chi phí hợp lý nhất và quyền thương lượng trực tiếp với các giảng viên cá nhân từ cổng kết nối chuyên gia đào tạo của chúng tôi. Kết nối với các đơn vị đào tạo khác, chúng tôi kết nối với hơn 20 đơn vị đào tạo doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, sẵn sàng đào tạo theo đơn đặt hàng doanh nghiệp. Hệ sinh thái cung cấp các khóa đào tạo online của cá nhân và doanh nghiệp đào tạo. Kế hoạch chuyển tiếp của chúng tôi là xây dựng trên một nền tảng e-learning từ kinh nghiệm thực chiến từ các lãnh đạo cấp cao và các tập đoàn lớn. Dự kiến chúng tôi sẽ tập hợp ít nhất 100 khóa học thực chiến để thêm sự lựa chọn trong việc phát triển kỹ năng công việc chuyên môn đến với từng nhân viên, cấp lãnh đạo cùng với mục tiêu phát triển của mỗi doanh nghiệp. Mang đến cho bạn giải pháp lựa chọn hình thức giảng viên khác biệt và tận dụng nguồn giảng viên có kinh nghiệm thực chiến tại doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí. Chương trình đào tạo được may đo theo doanh nghiệp. Các chuyên gia đào tạo giao kinh nghiệm đến từ các tập đoàn lớn trong và ngoài nước và đam mê trong việc truyền tải những trải nghiệm thực tế, áp dụng thành công trong chính công việc của họ. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những cá nhân và tổ chức đào tạo uy tín cùng đồng hành với giải pháp đào tạo cá nhân và doanh nghiệp. Ngoài ra, kết hợp cùng với các khóa học vào mỗi tối thứ năm miễn phí hàng tuần và cộng đồng học tập Happy Leader Community giúp đội ngũ của bạn có thể cùng trải với dòng chảy học tập suốt đời. Hãy tham gia và trở thành trainer Sasu Training và Happy Leader Community, đồng hành và cho nhau giá trị. Biết ơn quý khách hàng, hãy tiếp tục ủng hộ dịch vụ mới với nền kinh tế CIG của chúng tôi. Tìm hiểu chúng tôi tại website training.sasugroup.com. Sasu Group hiện thực hóa giấc mơ về công việc chủ động và linh hoạt cho các chuyên gia, nơi hội tụ nhân tài và luân chuyển chất xám trên thị trường lao động.